Thưa quý vị, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 67 của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện Côn Đảo. Các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tại phần mộ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương. Tiếp đó, các đại biểu tập trung tại đền thờ Côn Đảo tham dự nghi thức cúng giỗ. Chị Võ Thị Sáu đã đi xa, 67 mùa xuân đã trôi qua, nhưng cuộc đời và những huyền thoại về chị vẫn còn in đậm trong lòng người dân Việt Nam nói chung và với người dân sống tại mảnh đất Côn Đảo nói riêng. Chị đã kiên cường đấu tranh đến hơi thở cuối cùng bởi tinh thần lạc quan, tin vào nhân dân, vào đảng, vào cách mạng của chị đã hóa thành bất tử. Hàng năm, lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, trở thành nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Tham dự lễ giỗ là dịp để những thế hệ sau thể hiện lòng tri ân đối với chị, qua đó tiếp nối truyền thống yêu nước, cùng nhau đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Côn Đảo. Khi mà đứng trước các linh hồn của các anh hùng chiến sĩ và cô Võ Thị Sáu thì thật sự là một cái niềm cảm xúc khó tả. Rất là khó tả và rất là xúc động, cảm giác một xem một chút gì đó là cái sự hạnh phúc. Đối với người dân Côn Đảo, Võ Thị Sáu không chỉ là nhân vật lịch sử, là người nữ anh hùng mà còn được thiên hóa trong cuộc sống tâm linh của người dân đảo, là vị nữ thần bảo trợ cho muôn mặt cuộc sống của bao người nơi đảo xa. Ngày giỗ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cũng là dịp để nhiều người tìm về Côn Đảo, tưởng nhớ về người con gái huyền thoại đất đỏ, từ lâu đã in đậm trong lòng người dân Việt Nam. Rất là xúc động khi biết về tiểu sử của một người con gái đất đỏ đã hy sinh anh dũng vì sự tự do của dân tộc. Và bản thân của em sinh ra trong một gia đình là bộ đội thì em cảm thấy rất là xúc động. Và em cũng xin tâm nguyện trước hương linh của cô, mình sẽ làm một cái điều gì đó để mong góp chút công sức nhỏ bé của mình. Hiện nay, lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Côn Đảo đang được nâng cấp trở thành một lễ hội văn hóa cấp tỉnh.